Sự thật về lời đồn, vớt người ở dưới sông 3 lần không được thì tuyệt đối đừng vớt nữa. Có người cho rằng nếu vớt người quá 3 lần mà vẫn không được, tức là hà bá dưới sông không cho vớt. Liệu sự thật có đúng như vậy không? Chắc các bạn đã từng nghe qua ở các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, có một nghề chuyên vớt người dưới sông. Rất ít người chủ động chọn cái nghề chạy giữa hai bờ sinh tử này. Thế nhưng một khi đã làm thì phải làm cả đời không thể bỏ ngang được. Vì không nơi nào nhận người đã từng làm nghề đó và làm việc cả. Đặc biệt khi hành nghề có rất nhiều quy tắc ngầm họ phải tuân thủ tuyệt đối nếu không muốn gặp những điều đáng sợ. Một trong số đó là cấm vớt quá 3 lần. Mỗi một lần vớt là một lần tâm lý căng thẳng. Thế nên nếu có một đại thể vớt 3 lần không thành thì ắt rằng linh hồn đó không muốn đi, người vớt cũng không thể cưỡng ép quá tàm bà bận, đâu ai cứng đầu được mãi. Vì vậy hãy vớt thêm lần 4, lần 5, lần 6, vớt đến khi nào chịu lên thì thôi. Đấy là đối với những ai không sợ thôi nhá. Còn với những người thợ lặn theo chủ nghĩa tâm linh, vẫn nên là có thờ có thiêng, có kiêng có lành.